Bây giờ trong cơ thể của Đường Tam có hai lạc ấn huyết mạch cấp 1 là Linh Tê Thiên Nhãn và Khổng Tước Biến, sau đó là Kim Bằng Biến, Thì Quang Biến, Lam Ngân Hoàng cùng với Phong Hổ Biến, tổng cộng là 6 loại lạc ấn. Trong đó Linh Tê Thiên Nhãn là ngũ giai, cái này chủ yếu là ảnh hưởng của Thiên Hồ Biến. Độc Bạch không tiến giai, hắn cơ hồ là cũng không cách nào để cho Linh Tê Thiên Nhãn tiến thêm một bước. Dù ngày hôm trước đã thôn phệ huyết mạch chi lực của Linh Tê Lộc Yêu, cũng chỉ củng cố Linh Tê Thiên Nhãn, làm năng lực cảm ứng nguyên tố của hắn tăng lên mà thôi. Khổng Tước Biến là thất giai, đây là thu được từ trên người của Mỹ công tử, cho nên thực tế bây giờ yêu thần biến cường đại nhất trên người Đường Tam là Khổng Tước Biến mới đúng. Kim Bằng Biến thất giai, Thi Quang Biến lục giai, Lam Ngân Hoàng cùng với Phong Hồ Biến là thất giai. Đối với Đường Tam, sau khi tu vi đột phá bát giai, kỳ thật chỉ có thể tăng lên cấp độ của Lam Ngân Hoàng cùng với Phong Hồ Biến, các lạc ấn khác cần đồng bạn đột phá mới có thể tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân hắn không vội vã đột phá, huyết mạch chi lực không tăng lên cùng tu vi, nhất là huyết mạch cấp 1, làm trình thể lực lượng của hắn tăng lên không lớn. Tương đối mà nói, thần thức của hắn đang không ngừng được ôn dưỡng và khôi phục. Tốc độ khôi phục không tính là nhanh nhưng khá ổn định. Tương lai thì hắn muốn khôi phục thần cấp là thần thức là quan trọng nhất. Thần thức không ngừng lớn mạnh thì hắn mới có thể tìm về thần vị chân chính của mình. Trước cấp độ kiểu gia đình phong, hắn nhất định là phải cố gắng để thần thức của mình tối thiểu nhất là khôi phục lại cấp độ khi mới tiến vào thần giới. Như vậy mới có thể nắm chắc. Huyền Thiên Công vận chuyển, khí tức sinh mệnh xung quanh làm dịu thân thể, tu vi mà Đường Tam luôn luôn áp chế trong nháy mắt đó đã xông phá, xung quanh người của Đường Tam lập tức sáng lên. Dưới tác dụng của Huyền Thiên Công, một lượng lớn sinh mệnh năng lượng được hấp thu để nuôi dưỡng bản thân, cả người của hắn làm cho người ta có cảm giác trong suốt. Mấy người chiến đội sửa lệ khác vừa mới nghỉ ngơi, còn chưa tiến vào trạng thái minh tưởng, ngay lập tức cảm nhận được biến hóa. Ánh mắt của Độc Bạch sáng lên, lại lẩm bẩm tự nhủ, đây là đột phá bát sai, Tiểu Đường cũng đã bát sai rồi. Khuôn mặt của hắn tràn đầy ngưỡng mộ, đúng vậy, trong mọi người, Vũ Băng Kỳ là người đầu tiên đạt tới bát sai, nhưng mà khi Đường Tam mới đến hắn là lục sai rồi, còn lúc đó Đường Tam mới chỉ là tứ sai. Bây giờ Đường Tam vậy mà cũng đã đuổi kịp đại sư huynh, cũng tiến vào cấp độ bát sai, làm sao có thể không làm cho người ta hâm mộ đây. Bát giai, đây chính là bát giai. Trong các lão sư, huynh muội Mộc Vân Vũ cùng với Mộc Ân Tình cũng chỉ là bát giai mà thôi. Đường Tam vậy mà đã có cùng thực lực với các lão sư. Hơn nữa, năng lượng thực sự của hắn khẳng định không chỉ đơn giản như bề ngoài. Vũ Băng Kỳ cảm thụ sâu sắc nhất. Trong trận chiến ngày hôm qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Bạo phong tuyết kỳ hắn không thể khống chế được. Hai ngày trước đó, cùng với Đường Tam nghiên cứu, hắn làm sao có thể học được kỹ năng khống chế tổ hợp công kích mạnh mẽ như vậy. Không chỉ khống chế lực lượng của mình, mà còn khống chế lực lượng của người khác. Lúc ấy Đường Tam nói với hắn, thoải mái phóng thích ra bằng nguyên tố, ngưng tụ bằng nhuận như thế nào, còn lại thì không cần hắn quan tâm. Sự thật đã chứng minh, ở trên chiến trường, toàn bộ bạo phong tuyết đều do Đường Tam khống chế. Có thể nói là hắn bằng vào sức một người đánh tan chiến đội huyết sắc lưu quang cũng không sai. Chỉ là Đường Tam vẫn luôn luôn không chủ động để lộ ra thực lực của mình thôi. Đến mức hiện tại Vũ Băng Kỳ cũng không biết hắn có thực lực như thế nào. Mà lúc này hắn đột phá bát giai, không thể nghi ngờ hắn mới thực sự là người mạnh nhất trong các học viên. Phải biết rằng năng lực mạnh nhất của Vũ Băng Kỳ là bằng châm cùng học từ Đường Tam. Tu vi đột phá hết thảy giống như nước chảy mây trôi, kinh mạch bắt đầu được hồn lực như trường giang đại hải cọ rửa và khuếch trương, hồn hạch của tinh thần hạch tâm trong cơ thể cũng theo đó bành trướng, tinh thần hạch tâm biến hóa không lớn, dù sao cũng đã ở mức độ cửu giai đỉnh phong, nhưng mà hồn hạch lại lớn hơn một vòng, khiến cho sản lượng huyền thiên công càng thêm hùng hậu, sóng năng lượng khổng lồ xoay tròn xung quanh cơ thể của hắn, tiếp tục hấp thu sinh mệnh năng lượng nuôi dưỡng bản thân. Đường Tam lúc này rõ ràng còn chưa đến 14 tuổi, nhưng lại cho người khác cảm giác hắn đã thành niên, khí tức trên người cũng không ngừng lưu chuyển, giống như đang không ngừng thăng hoa, trong quá trình đột phá không có chút nào gian nan. Trương Hạo Hiên đứng cách hắn không xa, yên lặng nhìn tên đệ tử này của mình dễ như trở bàn tay đột phá bát giai, trong nhất thời cũng không biết nên làm nói cái gì. 13 tuổi bát giai, chuyện này trong lịch sử tổ chức là chưa từng có từ trước đến nay, ngay cả thiên phú của Mỹ công tử cũng không làm được, nhưng Đường Tam hết lần này tới lần khác đều làm được. Hắn hiện tại càng ngày càng thi tưởng, Đường Tam chính là cứu tinh mà trời cao ban cho nhân loại. Đột phá thuận lợi sau khi hơi xó xỉnh, Đường Tam bắt đầu thu nhập ra thêm lạc ấn, không phải là hoàng kim huyết mạch kim tiền báo, bởi vì thuấn di của nó giống với Khổng Tước Biến, hắn chọn dung hợp chính là cửu giai tượng yêu.
Đương nhiên bọn nó bị nhóm Đường Tam đánh bay dễ dàng như vậy, nhưng trên thực tế, chiến tranh tiễn đạp nếu mà được dùng tốt sẽ có uy năng tương đối kinh khủng. Quan trọng hơn là huyết mạch chi lực của tượng yêu sẽ làm tăng cường độ thân thể của Đường Tam thật lớn. Đương nhiên thì hắn vẫn để lại một chỗ trống, khi gặp được huyết mạch phù hợp thì có thể dùng hợp, bởi vì lúc nào đó cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt. Khi mà Đường Tam mở mắt ra đã là giữa trưa, hắn đã hoàn toàn đột phá rồi. Bắt đầu từ giờ khắc này, Đường Tam chính là Bát Giai. Lúc này bốn người Vũ Băng Kỳ vẫn còn đang minh tưởng, gần đây đều khẩn trương chiến đấu, đối với thể xác và tinh thần của bọn họ tiêu hao không nhỏ. Trương Hạo Hiên cảm thụ được khí huyết ba động mạnh mẽ của Đường Tam liền hỏi, đây là đột phá sao? Đúng vậy, Đường Tam nghi ngờ nhìn lão sư. Trương Hạo Hiền có một chút bất đắc dĩ nói, ý của ta là ngươi đột phá cũng quá dễ dàng rồi, nếu nhân loại cũng tu luyện đơn giản như ngươi thì thật là. Đường Tam cười nói, đây chính là chỗ tốt khi mà tích lũy đủ nhiều, một mực áp chế không đột phá, tích lũy càng nhiều thì khi đột phá giống như nước chảy thành sông, khi ngươi đột phá thần cấp hẳn là sẽ có cảm giác như vậy. Hiện tại thì sao? Trương Hạo Hiền hỏi. Đường Tam nói, không vui, ngài hãy chuẩn bị thật kỹ trước. Từ giờ trở đi, ngài hãy hấp thụ sinh mệnh năng lượng ngài dưới hoàng kiếm thủ. Hấp thụ càng nhiều càng tốt, không cần cố kỵ bất kỳ điều gì, chỉ toàn lực hấp thụ. Nếu ta bùng nổ thì làm sao? Hiện tại ta có cảm giác không thể nào khống chế được. Tùy theo đều có thể đột phá. Vạn nhất đột phá ở chỗ này thì phiền toái rất lớn. Đột phá thần cấp có động tĩnh cực lớn. Hoàng kim thần cấp muốn không bại lộ là chuyện khó có thể xảy ra. Đường Tam nói, sẽ không, ta sẽ hộ pháp cho ngài, không để ngài tùy tiện đột phá. Tin tưởng ta, sau khi ngày hấp thụ sinh mệnh năng lượng đầy đủ thì chúng ta sẽ ra biến. Trương Hạo Hiên nhìn hắn thật sâu, sau đó cắn răng gật đầu nói, được rồi. Hắn sở dĩ đáp ứng hắn tự nhiên là vì tên đệ tử này chưa từng làm hắn thất vọng. Trương Hạo Hiên khoanh chân ngồi xuống hoàng kim xuân cốc, bắt đầu minh tưởng hấp thụ sinh mệnh năng lực. Đường Tam ở bên cạnh hắn, tu vi tăng lên làm cho hắn nhạy cảm hơn với năng lượng, mà khả năng khống chế cũng càng mạnh. Giống như Trương Hạo Hiền nói, huyết mạch chi lực của chấn trưởng đại nhân này đang sôi trào mãnh liệt, mặc dù hắn toàn lực áp chế nhưng đã sắp không chịu được rồi. Khóe miệng của Đường Tam toát ra một nụ cười thản nhiên, bằng vào nhân lực thì mà áp chế không được, nhưng mà thần lực thì lại có thể. Trương Hạo Hiền đột phá thần cấp cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn tích lũy quá nhiều năm lại có sinh mệnh năng lượng nuôi dưỡng hơn một năm qua. Chỗ tốt lớn nhất của Hoàng Kim Thụ không phải là cung cấp sinh mệnh lực lượng, mà là nó cung cấp sinh mệnh năng lượng cấp độ cao nhất. Thông qua nó chiết xuất, thiên địa linh khí ở thế giới này sẽ ngưng tụ thành sinh mệnh năng lượng tinh khiết không gì sánh bằng. Phải biết rằng, trên thế giới này linh khí đúng là nồng đậm, sinh mệnh năng lượng luyện ra cũng vô cùng tinh khiết. Đây cũng là lý do các thiếu nữ Hồng Hồ tộc có thể tiếp tục tiến lên dù là huyết mạch chi lực rất mỏng manh. Đường Tam mang bọn Vũ Băng Kỳ tới cũng là vì muốn sinh mệnh lực lượng của bọn họ thăng hoa, nhất là độc bạch trình thử tranh cùng cố lý. Bọn họ muốn tăng lên, huyết mạch chi lực mỏng là vấn đề lớn nhất, mà sinh mệnh lực lượng cấp cao và tinh khiết có thể kích phát dòng huyết mạch chi lực của bọn họ. Mặc dù sẽ không hiệu quả tốt như hấp thu huyết mạch dịch cao dài, nhưng đó cũng là một phương pháp. Nếu không thì độc bạch muốn đột phá lục dài sẽ rất khó khăn, mà ở nơi này thì có thể. Trong kế hoạch của Đường Tam, trước khi đến tổ đình sẽ tận khả năng để các đồng bạn tiến lên, ít nhất cố lý tăng lên thất giai, thay đổi nhảy vật về chất, độc bạch thì tăng lên lục giai, chuyện này giúp bọn họ tăng lên, cũng giúp chính mình Đường Tam tiến bộ. Lục giai thì quảng biến không chỉ là thi triển thời gian ngừng trễ, còn có thời gian gia tốc, cho đến thất giai nói không chừng sẽ có được kỹ năng hắn hy vọng nhất là thời gian ngược dòng. Về phần lục giai thiên hồ biến, từ tình huống ngũ giai mà phán đoán, ngũ giai có thể khống chế vận khí trong một khu vực nhất định, như vậy thì lục giai rất có thể sẽ tăng cường khống chế vận khí cá thể, chuyện này cũng quan trọng không kém với hắn. Trạng thái của Trương Hạo Hiền lúc này chính là cấp độ sinh mệnh đã có chỗ thăng hoa sau khi rèn luyện hơn một năm, lúc này đã kích phát lực lượng sâu trong huyết mạch để hắn có thể trùng kích bình cảnh thần cấp. Trong mắt của Đường Tam lóe lên trên một vòng vàng kim nhàn nhạt, một luồng áp lực vô hình lặng lẽ phóng xuất ra, đó là khí tức thần thức, chỉ là Đường Tam khống chế nên nó hiện ra rất yếu ớt, nhưng mà thần thức yếu ớt này rơi trên người của Trương Hạo Hiền lập tức làm khí huyết đang sôi trào bình ổn lại, tinh thần lực lượng ở trong tinh thần chi hải cũng theo đó bị áp chế xuống. Trương Hạo Hiền vốn bắt đầu chịu đựng cơn đau nhức lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang ở trạng thái minh tưởng, mặc dù không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng mơ hồ là hiểu được biến hóa trên người của mình có quan hệ với Đường Tam. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiền bắt đầu tích lũy sinh mệnh năng lực.
Bốn người Vũ Băng Kỳ sau khi kết thúc minh tưởng lần thứ nhất thì ngay lập tức cảm nhận được tu luyện ở chỗ này có hiệu quả cực tốt. Sinh mệnh lực lượng nồng đậm so với bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng tốt hơn, trợ giúp bọn họ rất nhiều khi mà tu luyện. Bọn họ tất nhiên muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Đường Tam một mực thủ hộ bên người của Trương Hạo Hiên. Một khi năng lực trong cơ thể của hắn muốn bạo động, Đường Tam sẽ dẫn động thần thức của mình giúp hắn áp chế. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiên tích lũy rất nhiều sinh mệnh năng lực, cảm giác trướng bụng cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc thì sau 3 ngày, khi mà Trương Hạo Hiên cảm giác được bản thân không thể nào áp thu ra được nữa, thì tỉnh lại từ trong minh tưởng, mở hai mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Đường Tam đang ở ngay bên cạnh.